Xin chào quý vị và các bạn. Gần đây AZFIN chúng tôi nhận được rất là nhiều các cái quan tâm của các cái nhà đầu tư cá nhân, do họ có cái công việc chính của họ chỉ dành được một chút thời gian cho đầu tư cổ phiếu mà thôi. Bởi vậy cho nên họ rất là mong muốn được định giá các cái cổ phiếu có thể mang lại cổ tức đều cho họ để có thể nắm giữ lâu dài, phát huy cái lợi suất kép trong cái đầu tư của mình. Chính vì thế, hôm nay tôi đại diện cho AZFIN Việt Nam sẽ trình bày với quý vị và các bạn về cái việc phân tích định giá cổ phiếu PPC. Thì đây là một trong những cổ phiếu rất đáng quan tâm bởi cái việc nhận cổ tức của nó rất là nhiều, đều đặn hàng năm và có triển vọng trong tương lai. Nội dung chính hôm nay trong cái phần định giá cổ phiếu PPC gồm có 3 phần như sau. Trước tiên đó là để có thể định giá được nó thì chúng ta cần phải phân tích đánh giá cổ phiếu PPC này một chút. Thứ hai, chúng tôi mới đưa các cái dữ liệu và giả định vào trong định giá cổ phiếu PPC. Và ở đây chúng tôi dựa vào phương pháp chiết khấu cổ tức và chiết khấu dòng tiền. Và thứ ba, đó là chúng tôi đưa ra các cái khuyến nghị đối với cổ phiếu PPC. Đầu tiên là về phân tích cổ phiếu PPC. Thì để PPC có thể hoạt động được như thế nào, triển vọng trong tương lai ra sao, thì chúng ta cần phải đánh giá cái môi trường vĩ mô và ngành của PPC. Bởi vì môi trường vĩ mô và ngành chính là nơi mà PPC hoạt động. Thì đối với vĩ mô thì chúng tôi đánh giá hai cái chỉ tiêu chính, đó là GDP và lạm phát. Thì tăng trưởng GDP ở Việt Nam cao và duy trì trong nhiều năm. 2020 thì GDP có thể chỉ tăng 4% mà thôi do cái dịch Covid. Tuy vậy, Việt Nam vẫn là một điểm sáng trong cái bức tranh toàn cầu. Đó. Theo một số dự báo của Ngân hàng Thế giới thì khu vực Đông Nam Á có thể âm khoảng độ 2% GDP do cái dịch Covid này. Bởi vậy, Việt Nam đạt được 40% là một cái mức rất là mạnh mẽ và phải nói là tuyệt vời, để là điểm sáng hàng đầu trên thế giới. Thì chúng tôi cho rằng từ 2021 đến 2025, GDP bình quân có thể tăng trưởng trung bình 6% một năm nhờ vào động lực FDI rất mạnh mẽ, các doanh nghiệp tư nhân thì ngày càng phát triển tốt và nhà nước thì cũng ngày càng chú trọng việc đầu tư công đẩy mạnh nhiều hơn. Thì như vậy là cái tăng trưởng tiêu thụ điện sẽ có thể cao hơn 6%, bởi vì ngoài cái việc tăng trưởng tiêu thụ điện từ GDP ra thì còn do cái nhu cầu của con người đang ngày càng tăng mạnh hơn. Thứ hai là về lạm phát thì duy trì ở mức thấp và ổn định từ năm 2015 đến nay. Chúng ta có thể thấy cái cột lạm phát màu đỏ ở bên này đấy ạ. Đúng không ạ? Từ năm 2015 đến nay, lạm phát chưa một năm nào quá 5%. Cá biệt 2015 có 0,6%. Và trung bình trong cái giai đoạn này chỉ khoảng độ 3,2% một năm mà thôi. Do đó, với cái lạm phát này, nó sẽ thúc đẩy cái sự đầu tư mở rộng rất mạnh của các doanh nghiệp. Nếu lạm phát mà cao hơn GDP thì họ sẽ thúc đẩy các cái doanh nghiệp hay các cái cá nhân đầu cơ nhiều hơn là đầu tư. Còn nếu lạm phát duy trì ở mức thấp hơn GDP khoảng độ 2-3% sẽ khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư mở rộng, phát triển rất là mạnh mẽ. Chính vì những cái yếu tố thuận lợi từ ngành và vĩ mô trên thì ngành điện được dự báo là tiếp tục thiếu hụt trầm trọng trong ít nhất 5 năm tới, do cầu có thể tăng trưởng mỗi năm khoảng 6-9%, trong khi cung thì khá hạn chế. Bởi vì trước tiên là thủy điện, thì về cơ bản ở Việt Nam hết các cái địa điểm có thể làm thủy điện thuận lợi. Ngoài ra thủy điện thì gặp các cái vấn đề phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết, thành ra rất là nguy hiểm. Bên cạnh đó thì ở trên cái dòng sông Mekong thì bên phía Trung Quốc họ đã xây các cái đập thủy điện rất lớn ở phía thượng nguồn, thành ra thủy điện trở nên kém triển vọng và không thể mở rộng tăng trưởng. Trong đó thì bên cạnh đó thì nhiệt điện than và nhiệt điện khí thì tiếp tục được kỳ vọng phát triển, đặc biệt là nhiệt điện than. Bởi vì nhiệt điện khí thì cái chi phí đầu vào khá là cao. Riêng cái nhà máy NT2 chẳng hạn thì hàng năm cái lượng khí chạy thì cũng chỉ đáp ứng khoảng 80-90% công suất mà thôi. Còn về nhiệt điện than thì hiện nay giá than thì cũng tương đối rẻ và phù hợp để có thể phát triển và dễ dàng phát triển với cái công suất lớn hơn. Bên cạnh đó thì rất nhiều người kỳ vọng vào năng lượng tái tạo từ việc nhiệt điện mặt trời
cũng như nhiệt điện gió thì chúng tôi đánh giá rất cao nhiệt điện gió. Nhưng mà nhiệt điện gió thì chỉ có thể phát triển ở một số nơi nhất định mà thôi, có gió lớn. Tuy vậy, cái việc nhiệt điện gió thì rất khó có thể công suất cao được, rất khó công suất cao. Trong khi nhiệt điện mặt trời thì những năm vừa qua phát triển rất mạnh, tuy vậy nó vẫn chiếm một cái tỷ trọng khá khiêm tốn. Ngoài ra, cái nhiệt điện mặt trời rất khó có thể phát triển mạnh bởi vì thực tế cho thấy các cái doanh nghiệp làm nhiệt điện ban đầu kỳ vọng rất cao, bán được giá điện rất cao. Tuy vậy, các cái đường truyền kết nối cái nhiệt điện này với cái hệ thống truyền tải quốc gia thì tỏ ra rất yếu kém. Bởi vậy là rất nhiều doanh nghiệp nhiệt điện bây giờ đang sống dở chết dở. Họ chỉ hoạt động đâu đó có 30-60% công suất mà thôi. Ngoài ra thì nhiệt điện mặt trời gặp một điểm yếu, đó là vào ban đêm thì sẽ không phát điện được. Hay ngay cả ban ngày chẳng hạn, khi trời đang nắng rất mạnh, chỉ cần có một đám mây đi qua thôi đã làm cái sự ổn định của cái dòng điện này rất là kém rồi. Bởi vậy cho nên gánh nặng ở Việt Nam hiện nay và trong 5-7 năm tới vẫn phụ thuộc vào nhiệt điện than rất là nhiều. Tiếp theo, về giá điện tại Việt Nam, theo thống kê của chúng tôi vẫn còn ở một mức rất thấp. Có thể nói là giá điện Việt Nam là thuộc dạng một trong những nước thấp nhất thế giới. Thì hiện nay, như chúng ta nhìn cái biểu đồ ở trên đây ạ, Việt Nam cùng với các cái nước đang phát triển khác chẳng hạn, vân vân và vân vân. Đây ạ. Đó. Việt Nam có 0,07 đô một số thôi, 1 kWh thôi. Thì giá bán lẻ điện ở Việt Nam năm 2018 khoảng 0,07 USD trên 1 kWh. Thì đến nay thì đã tăng đâu đó khoảng độ 10% lên 0,8 rồi. Tuy vậy nó chỉ thấp bằng 1/2 so với trung bình của thế giới, khoảng 0,14 đô la trên 1 kWh mà thôi. Chính vì thế cho nên cái tiềm năng tăng trưởng giá điện rõ ràng còn rất cao. Lộ trình tăng giá điện thì đã được các cơ quan quản lý đưa ra. Thực tế cho thấy năm 2020 nếu không có Covid xảy ra thì giá điện của Việt Nam rất có thể đã tăng trong cái mùa hè này rồi. Và thứ ba là thị trường mua bán điện cạnh tranh sẽ giúp các doanh nghiệp điện đầu tư sớm, tức là những doanh nghiệp hoạt động đã lâu rồi, có nhiều lợi thế hơn do suất đầu tư ngày xưa của các doanh nghiệp rất thấp và được ưu đãi nhiều hơn rất nhiều. Còn hiện nay các doanh nghiệp mới tham gia vào thì suất đầu tư cho mỗi megawatt rất là cao, thậm chí lên đến khoảng độ 40 tỷ đồng một megawatt giờ. Trong khi ngày xưa đầu tư đâu đó chúng tôi ước tính khoảng độ 15 đến 25 tỷ trên một megawatt mà thôi. Và tiếp theo, cái quy định chặt chẽ về môi trường sẽ là cái rào cản rất lớn đối với các doanh nghiệp mới. Họ phải đầu tư cái hệ thống xử lý môi trường rất là lớn. Trong khi đó các cái doanh nghiệp đã đầu tư lâu năm thì đã ký kết với chính phủ, với Bộ Công Thương, với các nơi rồi. Thành ra họ sẽ được ưu ái hơn trong cái khoản này. Bởi vậy cho nên nhờ những cái điều này, giá điện ở Việt Nam khả năng sẽ tăng trong tương lai là rất lớn. Là thứ nhất, thứ hai là các cái doanh nghiệp hoạt động lâu năm như PPC, NT2 hay một số doanh nghiệp khác về cơ bản sẽ được hưởng lợi lớn hơn. Tiếp theo, về PPC thì đây là một doanh nghiệp điện chín muồi hàng đầu. Chúng tôi cho rằng là như vậy. Vì sao lại vậy? PPC có công suất khoảng 440 MW, bao gồm 4 tua bin máy phát và 8 lò hơi theo khối, 2 lò 1 tổ máy. Được xây dựng từ năm 1980 và là một trong những nhà máy điện lớn tại Việt Nam. Quý vị hãy thử tưởng tượng như này. Với một cái thủy điện bình thường, chúng ta có thể thấy các doanh nghiệp như là Hà Đô hay là PC1 hay là rất nhiều các doanh nghiệp khác hoạt động thì công suất đâu đó nó khoảng độ từ 30 đến 90 mê đã là rất to rồi. Hay là như Vĩnh Sơn Sông Hinh chẳng hạn, họ mới có một cái thủy điện Thượng Con Tum thì rất là to, tuy nhiên vậy thì nó cũng chỉ được hơn 100 mê mà thôi. Nó chưa bằng 1/3, 1/4 so với PPC. Thì với cái quy mô 440 MW này là rất lớn. Hay là một cái dự án trọng điểm quốc gia, đó là dự án thủy điện ở trên Sơn La, thì công suất đâu đó cũng chưa gấp đến 4 lần của PPC mà thôi, trong khi nó đã phải hoạt động ở địa bàn của mấy tỉnh ở trên Sơn La và các cái tỉnh lân cận rồi. Tiếp theo, PPC đã hết khấu hao từ năm 2016 đến nay và cơ bản đã hết nợ vay từ năm 2019. Tức là cái lượng nợ vay của họ còn rất nhỏ, rất nhỏ. Và PPC hiện có 3 cổ đông lớn chiếm 85% cổ phần,
Đầu tiên đó là Genco 2 chiếm 51,92% và thứ hai là RE chiếm 24,14% và thứ ba là Samarang Asia Property thì chiếm 9,13%. Thì đây đều là các cái cổ đông lớn và rất là chuẩn chỉ đấy ạ. Do đó chúng tôi cho rằng đây là một doanh nghiệp hàng đầu luôn ạ. Tiếp theo về cái hiệu suất sử dụng nhà máy, hiệu suất tạo ra điện của các nhà máy của PPC rõ ràng đang giảm sút rất mạnh trong thời gian gần đây, những năm gần đây, do các nhà máy của PPC về cơ bản được xây dựng khá là lâu, có những nhà máy được xây dựng từ những năm 1980 cơ. Tuy vậy, cái tiềm năng của PPC không vì thế mà giảm sút, do PPC đã đầu tư tài chính vào các cái nhà máy điện khác mang lại hiệu quả rất tốt, đó là các cái nhà máy điện rất trẻ. Thì thứ nhất là PPC sở hữu 129,85 triệu cổ phiếu HND, tương đương với khoảng xấp xỉ 26%. Thì với giá gốc đầu tư khoảng độ 1.451 tỷ, tức là tương ứng với khoảng độ 11.000 đồng một cổ phiếu ấy, thì hiện nay cổ phiếu HND đã lên đến 18.000 đồng một cổ phiếu, với cái giá thị trường của khối đầu tư này lên đến 2.337 tỷ đồng. Tức là nếu mà PPC có bán chẳng hạn thì họ đâu đó cũng lợi nhuận được khoảng 900 tỷ. Nhưng tuy nhiên chúng tôi cho rằng PPC sẽ không bán khoản đầu tư này đâu ạ. Bởi vì khoản đầu tư này đang là khoản đầu tư bắt đầu trả cổ tức cao, đẻ trứng vàng từ năm 2020 này đổ đi. Thì HND tính toán theo cái tỷ lệ nắm giữ mỗi năm có thể mang lại từ 200 đến 300 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế cho PPC từ năm 2020. Bởi vì HND lợi nhuận của họ có thể dao động từ 800 đến 1.200 tỷ đồng một năm từ 2020 đổ đi. Thứ hai là PPC đã sở hữu 73,587 triệu cổ phiếu QTP ạ, QTP tương ứng với 16,35%, với giá gốc khoảng 817 tỷ đồng. Thì giá thị trường hiện nay là khoảng 870 tỷ đồng. Thì từ năm 2020 thì tính theo cái tỷ lệ sở hữu của PPC thì lợi ích đâu đó khoảng độ 100 tỷ ở cái nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh QTP này. Và thứ ba, PPC còn sở hữu thêm một số khoản đầu tư khác, ví dụ như 10% của cổ phiếu VPD, 19,3% của EIC và có một khoản rất thú vị đó là 12,93% của nhiệt điện Buôn Đôn. Đó, thì từ những cái khoản đầu tư trên, hàng năm PPC hoàn toàn có thể nhận được từ 330 đến 450, thậm chí cao hơn một chút lợi nhuận từ các cái khoản đầu tư tài chính này. Như chúng ta được biết, lợi nhuận của PPC những năm qua dao động từ khoảng 600 đến 1.200 tỷ, nhưng mà do chưa có đóng góp đáng kể từ các cái khoản đầu tư này. Và các khoản đầu tư này đã lên đến khoảng độ 330 đến 450 tỷ thì như vậy nó sẽ đóng góp đâu đó khoảng độ 30 đến gần 50% lợi nhuận cho PPC trong tương lai. Bởi vậy chúng ta cần phải đặc biệt quan tâm đến vấn đề này. Và những cái khoản đầu tư này phát huy rất đúng lúc khi mà công suất của các cái nhà máy của PPC đã giảm sút nhiều thì lại có cái khoản này bù đắp. Bởi vậy triển vọng của PPC không vì thế mà giảm sút, thậm chí chúng tôi cho rằng còn tốt hơn trong quá khứ rất nhiều cơ. Tiếp theo, về kết quả kinh doanh của PPC thì rất cao và ổn định. Chúng ta có thể thấy nếu năm 2016 doanh thu PPC có 6.000 tỷ thôi, lợi nhuận 550 tỷ thì đến nay 2018-2019 thì doanh thu dao động từ 7.000 đến 8.000 tỷ và lợi nhuận từ 1.100 tỷ đến 1.260 tỷ. Và chúng tôi cho rằng cái này nó sẽ còn duy trì trong tương lai rất tốt nữa. Về dự báo kết quả kinh doanh thì hiệu suất của nhà máy PPC như chúng tôi nói sẽ tiếp tục giảm sút mỗi năm, khiến lợi nhuận gộp thì trung bình chỉ đạt đâu đó khoảng độ 1.000 tỷ mà thôi. Và HND, QTP, BSA thì trả cổ tức rất cao từ 2020 và sẽ duy trì lâu dài. Như vậy, cộng với từ lợi nhuận gộp và kết quả kinh doanh của các cái khoản đầu tư kia, trừ đi thuế thu nhập doanh nghiệp cũng như các cái khoản chi phí khác, thì chúng tôi ra kết quả kinh doanh của PPC hoàn toàn có thể duy trì từ 800 đến 1.100 tỷ đồng mỗi năm. Và tương ứng với đó, đó là EPS trên mỗi cổ phiếu, tức là lợi nhuận của mỗi cổ phiếu ấy, thì có thể đạt từ 2.450 đồng đến 3.430 đồng một cổ phiếu. Và với việc
PPC sẽ không đầu tư mở rộng đáng kể trong cái thời gian vài năm tới. Đó, bên cạnh đó là việc công ty này hiện vẫn còn dư rất nhiều tiền mặt thông qua khoản đầu tư tài chính. Chính vì thế chúng tôi cho rằng PPC hoàn toàn có thể trả được cổ tức cho nhà đầu tư tối thiểu từ 2.200 và tối đa có thể đạt 3.400 đồng. Trung bình một năm có thể đạt khoảng 2.800-2.900 đồng một năm. Và quý vị và các bạn có thể nhìn thấy cái bảng chi trả cổ tức ở bên phải đấy ạ. Chúng ta có thể thấy đây đúng là một con gà đẻ trứng vàng cho những nhà đầu tư biết nắm bắt cơ hội mua vào những lúc giá cổ phiếu PPC sụt giảm mạnh. Đó, đây là một trong những cổ phiếu trả cổ tức kinh khủng nhất Việt Nam. Và trong tương lai nó vẫn thế. Và rủi ro đầu tư vào PPC đó là gì? Thứ nhất đó là rủi ro về giá nguyên liệu gồm than và dầu. PPC là một doanh nghiệp nhiệt điện than. Tuy vậy cái đầu vào của nó cũng dầu cũng chiếm một tỷ trọng cũng tương đối lớn đấy, chứ không chỉ là than không. Tương tự như thế các doanh nghiệp nhiệt điện khí chẳng hạn thì cũng có than vào đó. Và thứ hai là một số tổ máy của PPC thì đang khá cũ như chúng tôi trao đổi trên. Đó là nó được đưa vào hoạt động từ những năm 1980. Do đó cái phí bảo trì thì sẽ ngày càng lớn hơn. Và thời gian hoạt động của những nhà máy này có thể bị giới hạn nhé. Do đó là có một số tổ máy chúng tôi cho rằng thời gian hoạt động có thể dưới 10 năm. Còn lại một số tổ máy họ xây dựng lắp đặt sau thì có thể hoạt động dài hơn 10 năm. Bên cạnh đó thì với cái việc nhiệt điện than thì cái độ tuổi của máy móc nó cũng kém hơn so với nhiệt điện khí. Do cái đốt than này nó sẽ hại hơn so với khí khá. Bởi vậy cho nên trong cái lợi nhuận của PPC thì hoàn toàn chúng tôi cho rằng có thể duy trì 5-7 năm. Tuy nhiên dài hơn một chút thì nó có thể giảm sút. Thì khi đó thì cái dòng tiền của PPC vẫn còn rất nhiều ạ. Họ có thể tái đầu tư mở rộng các nhà máy mới. Hoặc là họ có thể là chia thêm tiền cho cổ đông khi mà các cái nhà máy đó không hoạt động nữa. Và thứ ba là giá bán điện của PPC cũng như các cái doanh nghiệp khác phụ thuộc rất nhiều vào EVN tính toán theo hàng năm. Chứ chúng ta cũng không thể biết được cố định là năm nay là được bao nhiêu, năm sau nữa được bao nhiêu ấn định cho rõ. Mà là giá bán điện phụ thuộc rất nhiều vào EVN tính toán lại sau hàng năm ạ. Và sau đây là tôi sẽ định giá cái cổ phiếu PPC này. Thì áp dụng phương pháp chiết khấu cổ tức với cái giả định cổ tức đạt từ 2.200 đồng đến 3.450 đồng và trung bình là khoảng độ 2.900 đồng thì giá cổ phiếu PPC hợp lý chúng tôi cho rằng khoảng từ 25.190 đồng đến 34.450 đồng một cổ phiếu. Và thứ hai chúng tôi áp dụng thêm phương pháp chiết khấu dòng tiền tự do thì giá trị nội tại của cổ phiếu PPC chúng tôi ước tính khoảng 30.679 đồng một cổ phiếu. Như vậy, giá trị nội tại của cổ phiếu PPC khoảng độ 30.700 đồng một cổ phiếu. Thì quý vị và các bạn có thể mua với một cái biên an toàn 25%, tức là khoảng 23.000 đồng. Thì khi đó, quý vị và các bạn được một cái tỷ suất lợi nhuận, tỷ suất cổ tức lên đến khoảng độ 13% một năm. Tức là cao gấp 2 lần so với gửi lãi ngân hàng. Ngoài ra, nếu quý vị mua được giá chiết khấu này thì quý vị còn có tiềm năng để tăng giá cổ phiếu trong tương lai. Khi thị trường chứng khoán trở lên tốt lên, đúng không ạ? Thì giá cổ phiếu PPC sẽ lại tăng giá về với giá trị thực của nó hoặc thậm chí có thể cao hơn giá trị thực của nó. Như vậy, chúng ta có thể đạt được lợi nhuận kép từ việc nhận cổ tức lẫn tăng giá cổ phiếu. Và để có thể định giá cổ phiếu tốt hơn, thì hàng năm AZFIN có tổ chức rất là hạn chế khoảng độ 3 đến 6 khóa phân tích định giá. Quý vị và các bạn muốn quan tâm và muốn mình trở thành một nhà phân tích, một nhà định giá thực thụ thì có thể liên hệ với AZFIN Việt Nam chúng tôi để khi nào nếu có lớp thì chúng tôi sẽ báo quý vị và các bạn. Ngoài ra để quý vị và các bạn có thể phân tích đánh giá doanh nghiệp hiệu quả và hiểu thấu cái mô hình kinh doanh của doanh nghiệp thì quý vị và các bạn cũng có thể tham gia cái khóa phân tích và đầu tư chứng khoán chuyên sâu của chúng tôi. Trong đó nội dung về phân tích báo cáo tài chính và phân tích báo cáo thường niên sẽ là chủ đạo. Và đây là những cái kiến thức vô cùng đặc sắc chỉ có ở AZFIN Việt Nam mà thôi, không có ở một sách nào cả. Thì
Trên đây là tôi đã trình bày với quý vị và các bạn nội dung về định giá cổ phiếu PPC. Thì chúc quý vị và các bạn đầu tư hiệu quả, thành công. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở các cái chủ đề phân tích định giá cổ phiếu lần sau. Xin chào.